Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn quý vị đến với kênh Culture Channel, kênh YouTube chính thức của tạp chí Culture, là tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada, mang đến những tin tức Canada và thế giới nổi bật được cập nhật mới hàng ngày. Kính chúc quý vị một tháng năm bình an và nhiều may mắn. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin Canada ngày 1 tháng 5 với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Toronto được cảnh báo về sương mù, nhưng sẽ có nắng và thời tiết ấm áp. Ánh nắng và thời tiết ấm áp đang đến với Toronto trong hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 5, mặc dù ngày mới sẽ bắt đầu có sương mù. Sáng nay, cảnh báo về sương mù đã được ban hành cho thành phố cùng với cảnh báo của Bộ Môi trường Canada về tầm nhìn gần bằng như là zero ở một số khu vực. Sương mù dự kiến sẽ tan vào buổi chiều, chuyển sang trạng thái xen lẫn nắng và mây. Dự báo nhiệt độ hôm nay sẽ đạt mức cao nhất là 18 độ C, ấm hơn một chút so với mức cao trung bình ban ngày là 15 độ C. Thứ Năm và thứ Sáu cũng có xu hướng ấm áp và có nắng. Toronto dự kiến sẽ có bầu trời đầy nắng và nhiệt độ cao 20 độ C trong cả hai ngày. Trong khi thời tiết ôn hòa sẽ tiếp tục vào cuối tuần, dự báo sẽ có mưa. Thành phố sẽ chứng kiến mức nhiệt độ cao nhất trong ngày là 19 độ C vào cả thứ Bảy và Chủ nhật cùng với khả năng là có mưa rào. Nhà lãnh đạo đảng bảo thủ ông Pierre Poilievre đang yêu cầu Thủ tướng Justin Trudeau từ chối yêu cầu của Toronto về phi hình sự hóa ma túy, đồng thời đổ lỗi cho chính sách tương tự ở tỉnh bang British Columbia đã gây ra hỗn loạn và thêm nhiều ca tử vong do dùng thuốc quá liều. Yêu cầu của Toronto được đưa ra dưới hình thức miễn trừ đối với luật ma túy liên bang. Theo đó, việc sở hữu một lượng nhỏ, một số loại ma túy bất hợp pháp sẽ được hợp pháp hóa. Trong một lá thư gửi Thủ tướng vào ngày 1 tháng 5, lãnh đạo Poilievre nói rằng việc miễn trừ tương tự ở tỉnh BC đã gây ra sự hỗn loạn trong bệnh viện, sân chơi, công viên và giao thông công cộng. Theo đó, lãnh đạo đảng bảo thủ đã yêu cầu Thủ tướng Trudeau đảo ngược sự ủng hộ của ông đối với việc hợp pháp hóa crack, cocaine, heroin, meth và các loại ma túy nặng khác, và ông từ chối yêu cầu của thành phố Toronto. Trước đó, vào thứ Ba, tiến sĩ Aileen Davila, giám đốc y tế Toronto, đã đưa ra một tuyên bố làm rõ lập trường của thành phố, nói rằng yêu cầu của họ không nhằm mục đích hợp pháp hóa ma túy. Thay vào đó, bà Davila cho biết việc phi hình sự hóa về cơ bản là thừa nhận rằng nghiện là một vấn đề về sức khỏe và do đó cần có các biện pháp can thiệp dựa trên sức khỏe. Việc phi hình sự hóa không phải là hợp pháp hóa. Thành phố Toronto cho biết họ đã theo dõi chặt chẽ việc miễn trừ ở British Columbia và cho biết việc sử dụng ma túy ở nơi công cộng sẽ vẫn là bất hợp pháp. Khai trương dự án mở rộng đường ống dẫn dầu Trans Mountain trị giá 34 tỷ đô la. Hôm nay đánh dấu ngày bắt đầu chính thức của dự án mở rộng đường ống dẫn dầu Trans Mountain trị giá 34 tỷ đô la được chờ đợi từ lâu. Tập đoàn Crown Trans Mountain Corp cho biết kể từ thứ Tư hôm nay, đường ống mở rộng từ tỉnh bang Alberta đến bờ biển tỉnh bang British Columbia sẽ vận chuyển dầu thô. Dự án liên quan đến việc xây dựng một đường ống mới song song với một đường ống hiện có chạy từ tỉnh bang Alberta đến bờ biển của tỉnh bang BC. Phải mất hơn 4 năm để xây dựng và là một trong những dự án cơ sở hạ tầng tốn kém nhất trong lịch sử Canada. Việc mở rộng làm tăng công suất vận chuyển của hệ thống Trans Mountain từ 300.000 thùng một ngày lên 890.000 thùng một ngày và sẽ giúp mở ra thị trường xuất khẩu toàn cầu cho dầu Canada. Công suất tăng lên dự kiến sẽ giúp cải thiện mức giá mà các công ty dầu Canada nhận được cho sản phẩm của họ. Nhưng ngay cả khi dự án hiện đã hoàn thành, vẫn còn đó những dấu hỏi khi chính phủ liên bang cho biết họ có ý định bán đường ống. Chính phủ đã mua đường ống này với giá 4,5 tỷ đô la vào năm 2018, trong nỗ lực đưa dự án về đích và tuyên bố rằng họ không muốn trở thành chủ sở hữu lâu dài của nó. Các chuyên gia cho rằng vì giá của dự án tăng vọt trong quá trình xây dựng, nên chính phủ có thể sẽ phải giảm giá đáng kể nếu bán nó. Các công ty vận chuyển dầu trên Trans Mountain hiện phải chịu mức thuế và phí cầu đường mở rộng của hệ thống mới, nhưng Trans Mountain hiện đang tranh chấp với khách hàng của công ty dầu mỏ về những khoản phí tăng cao này. Chương trình chăm sóc nha khoa của Canada bắt đầu từ hôm nay và đây là những gì bạn cần biết. Hôm nay, ngày 1 tháng 5, chương trình chăm sóc nha khoa Canada gọi tắt là CDCP bắt đầu chi trả cho 1,7 triệu người cao tuổi, nhưng nhiều bệnh nhân có thể phải chờ một thời gian nữa để được bảo hiểm khi khám răng. Chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe răng miệng công cộng, quy mô lớn, cuối cùng sẽ chi trả cho 1/4 cư dân Canada mà không có chương trình bảo hiểm nha khoa tư nhân, với chi phí 13 tỷ đô la trong 5 năm tới. Ottawa đang triển khai dần dần khả năng hội đủ điều kiện, bắt đầu với người cao tuổi.
Chương trình bảo hiểm nha khoa quốc gia do chính phủ tài trợ dự kiến sẽ lấp đầy khoảng trống của 9 triệu người dân Canada mà có thu nhập thấp và trung bình, phải tự chi trả tiền túi cho việc chăm sóc sức khỏe răng miệng. Nhưng trong khi bảo hiểm dành cho người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, một số bệnh nhân nhận ra rằng nha sĩ của họ không tham gia. Những thay đổi mà Ottawa thực hiện sẽ cho phép các nha sĩ vẫn xử lý yêu cầu bồi thường mà không cần đăng ký và sẽ không có hiệu lực cho đến tháng 7. Ngoài ra cũng sẽ còn 6 tháng nữa cho đến khi một số dịch vụ nha khoa yêu cầu phê duyệt trước được chi trả, như là màng bọc răng và răng giả một phần. Làm cách nào tôi có thể tìm được một chuyên gia cung cấp cho chương trình nha khoa CDCP này? Chính phủ liên bang đã ký hợp đồng với nhà cung cấp bảo hiểm Sun Life để quản lý chương trình. Công ty này gần đây đã đưa ra một cơ sở dữ liệu mà có thể tìm kiếm được về các nhà cung cấp cho chương trình CDCP hiện có tại trang web sunlife.ca. Theo hiệp hội của họ, có khoảng 30.500 chuyên gia chăm sóc sức khỏe răng miệng có thể đăng ký cung cấp cho chương trình này, bao gồm khoảng 26.500 nha sĩ, 1.700 chuyên gia vệ sinh độc lập tức là hygienist và 2.400 nha sĩ làm răng giả denturist. Điều đó có nghĩa là cho đến nay chỉ có khoảng 16% nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng đăng ký vào chương trình này. Tại sao nha sĩ của tôi không đăng ký? Một số nha sĩ đã miễn cưỡng đăng ký chương trình này vì Ottawa muốn họ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ chăm sóc và họ cho rằng chương trình sẽ yêu cầu một lượng giấy tờ không hợp lý. Tôi có phải đổi nha sĩ hay không? Các nha sĩ có quyền lựa chọn xem họ có chấp nhận bệnh nhân thông qua chương trình CDCP này hay không, giống như là họ có thể làm với các chương trình công hiện có. Tôi có thể truy cập vào chương trình chăm sóc nha khoa CDCP tại nha sĩ chưa đăng ký hay không? Nếu nha sĩ của bạn không phải là nhà cung cấp đã đăng ký nhưng vẫn chấp nhận bạn theo chương trình CDCP này, thì bạn sẽ chưa thể gặp họ cho đến mùa hè vào tháng 7 này. Chương trình CDCP so với các kế hoạch khác của tỉnh bang như thế nào? Nếu bạn được tiếp cận dịch vụ chăm sóc nha khoa thông qua một chương trình công cộng hiện có, bạn vẫn có thể đủ điều kiện tham gia vào chương trình CDCP. Đó có thể là một chương trình cấp tỉnh được cung cấp thông qua trợ giúp xã hội, khuyết tật, hoặc các chương trình quốc gia như là chương trình phúc lợi y tế không được bảo hiểm dành cho cộng đồng First Nations và Inuit. Tôi có nhận được chăm sóc nha khoa miễn phí hay không sẽ tùy vào mức thu nhập của hộ gia đình. Giống như các chương trình riêng tư, CDCP chỉ chi trả một khoản chi phí dịch vụ nhất định, nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc nha khoa vẫn có thể tính khoản chênh lệch cho bệnh nhân của họ. Những bệnh nhân mà có thu nhập hoặc tổng thu nhập của cả gia đình dưới mức 70.000 đô la sẽ đủ điều kiện. 100% chi phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng đủ điều kiện sẽ được chi trả theo mức phí do chương trình CDCP quy định. Nhưng bảo hiểm chỉ chi trả một phần nếu bạn kiếm được từ 70.000 đô la đến 90.000 đô la. Những gì được bảo hiểm, hầu hết các dịch vụ chăm sóc nha khoa định kỳ sẽ được bao trả theo chương trình CDCP, bao gồm làm sạch răng, chụp X-quang, trám răng, điều trị tủy và răng giả. Số dịch vụ nha khoa phức tạp hơn, chẳng hạn như là răng giả một phần và màng bọc răng, sẽ yêu cầu liên bang ủy quyền thanh toán trước. Các dịch vụ được ủy quyền trước sẽ không được bảo hiểm cho đến tháng 11 năm 2024. Khi nào tôi sẽ đủ điều kiện? Chính phủ liên bang đang mở rộng dần dần khả năng đủ điều kiện tham gia vào chương trình CDCP. Kể từ ngày 1 tháng 5, cư dân Canada từ 70 tuổi trở lên có thể nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng do chương trình chi trả và người cao tuổi từ 65 đến 69 tuổi có thể đăng ký. Vào tháng 6 thì người khuyết tật và trẻ em dưới 18 tuổi sẽ được tham gia. Đó cũng là lúc phúc lợi nha khoa tạm thời dành cho trẻ em dưới 12 tuổi kể từ tháng 12 năm 2022 sẽ được thay thế bằng chương trình CDCP này. Chính phủ liên bang, chương trình chăm sóc nha khoa CDCP sẽ dành cho tất cả cư dân Canada đủ điều kiện bắt đầu từ năm 2025. Để đủ điều kiện, bệnh nhân phải không có tiếp cận bất kỳ bảo hiểm nha khoa tư nhân hiện có nào, bất kể bảo hiểm tư nhân hiện tại của bạn toàn diện đến mức nào. Ottawa đã làm rõ rằng, nếu bạn ra ngoài và tự mua bảo hiểm tư nhân thì bạn sẽ đủ điều kiện tham gia vào chương trình CDCP này sau khi chương trình đó không còn hiệu lực. Quân đội Canada tập trận quân sự giữa Toronto và bãi biển Wasaga Beach vào cuối tuần này. Những người lái xe đi và đến Toronto và bãi biển Wasaga Beach vào cuối tuần này sẽ thấy giao thông quân sự gia tăng trên các tuyến đường bộ và đường cao tốc giữa hai điểm đến. Quân đội Canada CAF cho biết họ sẽ tiến hành một cuộc tập trận từ thứ Sáu đến Chủ nhật với sự tham gia của các quân nhân
thuộc lực lượng dự bị quân đội Canada. Trong thời gian đó, các phương tiện quân sự sẽ tiến hành huấn luyện vận hành đoàn xe và hậu cần dọc theo Highway 401, 400 và các tuyến đường khác. Theo quân đội Canada CAF, những người lính tham gia khóa huấn luyện được gọi là cuộc tập trận Trillium Venture sẽ không mang theo vũ khí hoặc là đạn dược. Cuộc diễn tập huấn luyện này bảo đảm sự sẵn sàng của quân đội Canada CAF để ứng phó với các tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như là lũ lụt và cháy rừng trong các cộng đồng Canada với sự hợp tác của các cơ quan khác trong nước. CAF cho biết người dân được yêu cầu hết sức thận trọng khi tiếp cận các phương tiện quân sự. Lực lượng dự bị sẽ thực hiện các điểm dừng ngắn theo kế hoạch dọc theo các tuyến đường được xác định trước giữa North York và bãi biển Wasaga Beach, đi qua căn cứ của CAF ở Borden để nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu, bảo trì theo lịch trình và các hoạt động huấn luyện khác. CAF cho biết họ đã thực hiện các biện pháp để bảo đảm cuộc tập trận gây ra sự bất tiện tối thiểu ở các khu vực dọc tuyến đường. Hai cuộc bầu cử phụ sắp diễn ra ở tỉnh bang Ontario và cuộc đua ở Milton mang lại cơ hội lớn cho thủ hiến Ford và nhà lãnh đạo đảng tự do bà Crombie. Cử tri tại hai khu vực bầu cử ở tỉnh bang Ontario sẽ tham gia bỏ phiếu trong hai cuộc bầu cử phụ vào thứ Năm hôm nay, nhưng hầu hết mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào một thị trấn thuộc khu vực đại đô thị Toronto, nơi cuộc đua xích sao, đi kèm với tỷ lệ cực cao cho cả thủ hiến đất Ford và lãnh đạo mới của đảng tự do bà Crombie. Khu vực bầu cử Lambton Kent Middlesex ở phía tây nam của Ontario được nắm giữ từ năm 2011 bởi ông Monty McNaughton, người từng phục vụ trong phe đối lập với đảng bảo thủ cấp tiến và được bổ nhiệm làm bộ trưởng nội các trong chính phủ của thủ hiến Doug Ford, và nhiều người cho rằng nó sẽ vẫn nằm trong tay của đảng bảo thủ. Nhưng có vẻ như lại là một câu chuyện khác ở thành phố Milton, phía tây của thành phố Mississauga, nơi đã bị bỏ trống kể từ khi bà Pam Grier từ chức vào tháng 2 để gia nhập đảng bảo thủ liên bang. Nó đã được nắm giữ bởi cả đảng bảo thủ cấp tiến và đảng tự do trong lịch sử gần đây, và các cuộc thăm dò cho thấy hai đảng đó hiện ngang hàng với nhau. Thủ hiến Ford đã dành rất nhiều sự chú ý cho thành phố Milton trong suốt cuộc bầu cử phụ và trước cuộc bầu cử đó, với các thông báo về dịch vụ Go Transit và Highway 413. Đồng thời, ông đã thu hút nhiều bộ trưởng nội các và các thành viên hợp kiến khác đi vận động ở đó. Mặc dù thất bại của đảng bảo thủ ở thành phố Milton sẽ không ảnh hưởng đến đa số của thủ hiến Ford, nhưng đảng này đã mất một ghế trong cuộc bầu cử phụ năm ngoái do một bộ trưởng nội các khác nắm giữ và không muốn lặp lại điều đó. Đối với đảng tự do thì cuộc bầu cử phụ đánh dấu thử thách thực sự đầu tiên đối với bà Bonnie Crombie, người đã lên lãnh đạo vào tháng 12. Cựu thị trưởng của thành phố Mississauga này sau đó đã cân nhắc quyết định không tự mình tranh cử vào ghế của Milton. Thay vào đó, đảng đã chọn ông Galen Naidoo-Harris. Một vấn đề địa phương mà ông Naidoo-Harris và các đảng đối lập khác đang sử dụng để nêu bật các vấn đề với chính phủ Ford là cuộc chiến chống lại một mỏ đá được đề xuất. Cách đây 4 năm, thủ hiến Ford đã hứa hủy bỏ dự án này nhưng chưa thực hiện được, mặc dù ông cho biết sẽ ngồi lại với cộng đồng sau khi quá trình đánh giá môi trường hoàn tất. Ông George Minakakis, chủ tịch của Action Milton, một nhóm đang đấu tranh chống lại mỏ đá này, cho biết ông tin rằng vấn đề này có thể gây ảnh hưởng đến cử tri. Ông Eddie Strachan là ứng cử viên cho đảng NDP và Kyle Hutton thì đang tranh cử cho đảng Xanh. Tại khu vực Lambton Kent Middlesex được coi là thành trì của đảng bảo thủ cấp tiến, ông McNaughton, một ngôi sao đang lên trong nội các của thủ hiến Ford, đã nắm quyền từ năm 2011 cho đến khi ông từ chức vào tháng 10 năm ngoái để nhận công việc trong khu vực tư nhân. Thị trưởng Lucan Biddulph trong thập kỷ qua cho biết những mối quan tâm chính mà bà nghe được khi đến gõ cửa từng nhà là ba vấn đề lớn, đó là khả năng chi trả, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Ngoài ra còn có mối lo ngại lớn về đất đai. Nông nghiệp là động lực kinh tế chính ở cả ba quận tạo nên khu vực này. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng PC đang dẫn đầu một cách thoải mái. Ứng cử viên của đảng PC là Steve Poisonoff, ủy viên hội đồng Chatham-Kent từ năm 2006, đã thực hiện một chiến dịch tranh cử thầm lặng, tránh cuộc họp toàn thể các ứng cử viên vào tuần trước. Còn Tavrin Schiller đang tranh cử cho đảng NDP, trong khi Adriana Tilger là ứng cử viên của đảng Xanh. Tỉnh bang Quebec đầu tư 60 triệu đô la để bảo vệ tuần lộc của tỉnh bang. Chính phủ Quebec đã công bố gói thầu trị giá 59,5 triệu đô la để bảo vệ tuần lộc phương Bắc của Savoie và tuần lộc núi Gaspésie. Benoît Charest là Bộ trưởng Bộ Môi trường, Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, động vật hoang dã và công viên, cho biết
Hai khu vực này được chọn vì chúng chưa chịu tác động hoàn toàn của vụ cháy rừng vào mùa hè năm ngoái, và các đàn gia súc ở đó đặc biệt dễ bị tổn thương. Đặc biệt, chính phủ dự định bảo vệ tốt hơn diện tích 96 km2 ở Montvalier de Saint-Rien, gần công viên tỉnh Gaspésie, nơi có hoạt động khai thác mỏ. Ngoài ra, thì chính phủ cho biết họ sẽ mở rộng khu bảo tồn đa dạng sinh học Caribou Forestier de Monument-Manicouagan. Các dự án khu vực có tổng diện tích gần 15.000 km2 và sẽ phải tham vấn cộng đồng trực tuyến trong 90 ngày. Tuần lộc phương Bắc Savoie được chỉ định là loài dễ bị tổn thương vào năm 2005 và tuần lộc núi Gaspésie được chỉ định là loài bị đe dọa vào năm 2009. Tỉnh Bắc Quebec đã nhiều lần trì hoãn việc đệ trình chiến lược bảo vệ tuần lộc, đặc biệt là vào năm ngoái do các vụ cháy rừng lớn. Chính phủ liên bang đe dọa sẽ can thiệp để bảo vệ tuần lộc nếu tỉnh Bắc Quebec không đưa ra chiến lược bảo vệ trước ngày 1 tháng 5. Sinh viên của McGill yêu cầu lệnh hạn chế nơi người biểu tình có thể đến. Một thẩm phán dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc liệu khu cắm trại ủng hộ người dân Palestine tại Đại học McGill có thể ở lại hay không. Điều này xảy ra sau khi hai sinh viên của trường đại học đệ đơn lên tòa án vào hôm thứ Ba. Trong nỗ lực hạn chế những nơi người biểu tình có thể đến trong khuôn viên trường, các nguyên đơn cho rằng việc đóng trại ở khu đất phía dưới của trường đã tạo ra một môi trường nguy hiểm, thù địch, hung hãn và bạo lực. Các nguyên đơn đang tìm cách chấm dứt ngay lập tức các cuộc biểu tình trong phạm vi 100 mét từ bất kỳ tòa nhà nào của Đại học McGill để bảo đảm sinh viên có thể tiếp cận các cơ sở vật chất. Một luật sư đại diện cho trường lưu ý rằng các quan chức đang giữ thái độ trung lập đối với yêu cầu lệnh cấm. Trong khi đó, một luật sư của Hiệp hội Sinh viên Đại học McGill lập luận rằng việc ngăn chặn quyền tự do ngôn luận ở một khu vực rộng lớn như vậy ở trung tâm thành phố Montreal là sai lầm. Cuộc tấn công của Israel đã khiến cho hơn 34.000 người Palestine thiệt mạng. Khu cắm trại ở Montreal là một trong những làn sóng phản đối tương tự ở khắp các khuôn viên trường đại học ở Bắc Mỹ liên quan đến cuộc chiến Israel và Hamas. Sinh viên Đại học McGill hiện đang trong mùa thi. Trong khi đó, thì sinh viên khởi động khu cắm trại ủng hộ người dân Palestine tại U-Ottawa. Một nhóm sinh viên đã tổ chức cắm trại tại Đại học Ottawa, U-Ottawa, kêu gọi tổ chức này cắt đứt quan hệ tài chính với Israel, bất chấp cảnh báo của trường rằng hành động đó sẽ không được dung thứ. Những người biểu tình đã ngồi trước sảnh Tabaret của U-Ottawa kể từ thứ Hai. Các bài đăng trên mạng xã hội của các nhà tổ chức Not Spite Against Palestine, gọi tắt là INSAF, và Hiệp hội Sinh viên Palestine cho thấy khoảng một chục chiếc lều đã được dựng cùng với các tấm bạt, túi ngủ và chăn mền. Khi số người chết ở dải Gaza tiếp tục gia tăng, các sinh viên đang kêu gọi tổ chức này tiết lộ các khoản đầu tư của mình và thoái vốn hoàn toàn khỏi các tổ chức tài trợ cho các hoạt động quốc phòng và an ninh của Israel. Các nhà tổ chức cho biết họ đã chuyển cuộc biểu tình sang cắm trại do không nhận được phản hồi từ trường đại học. Trong tuyên bố vào cuối tuần qua, U-Ottawa cho biết việc đóng trại và chiếm đóng sẽ không được dung thứ, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về phản ứng của họ nếu cuộc biểu tình leo thang. Những người mua sắm ở Ottawa có kế hoạch tẩy chay các cửa hàng Loblaw bắt đầu từ thứ Tư. Một cuộc tẩy chay nhắm vào các cửa hàng thuộc sở hữu của Loblaw đang nhận được sự ủng hộ trực tuyến, với hàng ngàn người mua sắm đang chi tiền của họ ở những nơi khác trong tháng 5. Đó là dấu hiệu mới nhất cho thấy người dân Canada ngày càng thất vọng với các cửa hàng tạp hóa lớn, vốn đang bị chính quyền và công chúng giám sát vì giá thực phẩm và lợi nhuận tăng cao. Từ sự thúc đẩy trực tuyến, cuộc tẩy chay được tổ chức trên Reddit đã thu hút hơn 60.000 thành viên. Emily Johnson, một nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần và cai nghiện ở thành phố Milton của Ontario, đồng thời là một trong những người tổ chức cuộc tẩy chay này cho biết, chúng tôi không muốn đấu tranh nữa. Johnson và những người khác bắt đầu tổ chức tẩy chay sau khi nhóm Reddit do cô tạo ra đã thu hút được hàng ngàn người theo dõi đang tìm nơi để phàn nàn về Loblaw và các cửa hàng tạp hóa khác. Mặc dù không có cách nào để biết có bao nhiêu người sẽ tham gia cuộc tẩy chay, nhưng trang này hiện đang lấp đầy các bài đăng của những người nói rằng họ có kế hoạch hoặc đã bắt đầu. Ngoài ra còn có một danh sách các yêu cầu đối với Loblaw từ những người tổ chức tẩy chay, bao gồm ký kết quy tắc ứng xử hàng tạp hóa và cam kết giá cả phải chăng. Trong khi đó, Loblaw báo cáo lợi nhuận quý 1 tăng gần 10% khi cuộc tẩy chay tháng 5 bắt đầu. Nhà bán lẻ tạp hóa và dược phẩm Loblaw Coles Limited đã tăng cổ tức hàng quý lên 15% khi báo cáo lợi nhuận và doanh thu quý đầu tiên tăng so với một năm trước. Công ty mẹ của Loblaw và Shoppers Drug Mart cho biết
Họ sẽ trả cổ tức hàng quý là 51,3 sen mỗi một cổ phiếu, tăng từ mức 44,6 sen mỗi một cổ phiếu. Khoản thanh toán tăng lên cho các cổ đông được đưa ra khi Loblaw cho biết họ đã kiếm được lợi nhuận dành cho cổ đông phổ thông là 459 triệu đô la hoặc 1,47 đô la cho mỗi cổ phiếu trong quý kết thúc vào ngày 23 tháng 3. Kết quả đã tăng 9,8% so với 418 triệu đô la hoặc 1,29 đô la cho mỗi cổ phiếu trong cùng quý năm ngoái. Doanh thu trong quý đã đạt mức 13,58 tỷ đô la, tăng từ mức 13 tỷ đô la một năm trước đó. Doanh số bán lẻ thực phẩm tại cùng cửa hàng tăng 3,4%, trong khi doanh số bán lẻ thuốc tại cùng cửa hàng tăng 4%, với doanh số bán hàng tại cùng cửa hàng tăng 0,7% và doanh số bán hàng dược phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cùng cửa hàng tăng 7,3%. Trên cơ sở điều chỉnh, Loblaw cho biết họ đã kiếm được 1,72 đô la trên mỗi một cổ phiếu trong quý gần nhất, tăng từ mức lợi nhuận đã điều chỉnh là 1,55 đô la trên mỗi một cổ phiếu một năm trước đó. Áp lực đè nặng lên ngân hàng Canada, các nhà kinh tế nói gì về việc GDP của Canada chậm lại? Dữ liệu công bố vào ngày thứ Ba hôm qua 30 tháng 4 từ Cơ quan Thống kê Canada cho thấy các nhà kinh tế đang phân tích chặt chẽ tình trạng của nền kinh tế Canada khi tốc độ tăng trưởng GDP chậm lại nhiều hơn dự đoán vào tháng 2, với mức tăng chỉ 0,2% so với tháng trước, không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích và ước tính trước của cơ quan dữ liệu. Mối lo ngại đang gia tăng về quỹ đạo kinh tế của đất nước. Ông Andrew Grantham từ CIBC Economics lưu ý rằng, mặc dù nền kinh tế vẫn có thể đạt tốc độ tăng trưởng 2,5% hàng năm trong quý đầu tiên, nhưng có những dấu hiệu cảnh báo trong những tháng tới có thể thách thức dự báo tăng trưởng 1,5% hàng năm của Ngân hàng Canada. Roy Mondes của Desjardins Group cho rằng, sự chậm lại là do các yếu tố đặc biệt của tháng 1, dự đoán tốc độ tăng trưởng quý đầu tiên là 2,2% và thúc giục Ngân hàng Canada thực hiện chu kỳ cắt giảm lãi suất bắt đầu vào tháng 6. Benjamin Rees của Bank of Montreal Capital Markets đưa ra những điểm tương đồng giữa tình hình kinh tế hiện tại và tình hình kinh tế năm 2023, nhấn mạnh đến việc mất đà và khả năng cần phải cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 6. Ông Mark Ecolau từ Toronto Dominion Economics lặp lại mối lo ngại về tính bền vững của sự phục hồi hiện tại, ủng hộ sự can thiệp của Ngân hàng Canada vào tháng 7 để bảo đảm là lạm phát vẫn đi đúng hướng đạt 2%. Với những ý kiến chia sẻ về thời điểm cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Canada, mọi con mắt đều đổ dồn vào ngân hàng này khi ngân hàng này điều hướng bối cảnh kinh tế trong những tháng tới. Tỉnh bang Saskatchewan bị chỉ trích vì bắt bệnh nhân ung thư trả phí đậu xe bệnh viện. Chính quyền tỉnh bang Saskatchewan đang phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt sau quyết định thu hồi bãi đậu xe miễn phí cho bệnh nhân ung thư tại một số bệnh viện ở Saskatchewan. Bệnh nhân được hóa trị trước đây được đậu xe miễn phí, nhưng giờ đây tất cả đều phải trả tiền đậu xe. Cơ quan Y tế Saskatchewan SHA cho biết các khoản phí này được thực hiện sau khi một cuộc kiểm toán nội bộ phát hiện ra việc lạm dụng đặc quyền này. Cơ quan Y tế SHA đang xem xét một số hỗ trợ cho những bệnh nhân ung thư đã bị tước bỏ đặc quyền đậu xe miễn phí, nhưng điều đó có thể sẽ không áp dụng cho bất kỳ ai khác trong tương lai. Bác sĩ ung thư nêu lên mối lo ngại về phương pháp điều trị ung thư mới được phê duyệt ở Canada. Một phương pháp điều trị ung thư mới được phê duyệt gần đây ở Canada hứa hẹn sẽ giảm thời gian điều trị xuống chỉ còn vài phút, nhưng các chuyên gia có quan điểm khác nhau về việc liệu đó có phải là điều tốt nhất cho bệnh nhân hay không. Nhiều người lo ngại rằng phương pháp điều trị sẽ sử dụng liều lượng cao hơn của một loại thuốc hiện có một cách không cần thiết và có thể sẽ đắt hơn phương pháp tiêm tĩnh mạch hiện nay. Ngược lại, một bác sĩ ung thư khác lại cho rằng đây là một bước phát triển đáng hoan nghênh vì có thể giảm đáng kể thời gian điều trị ung thư. Phương pháp điều trị ung thư mới ở Canada, Bộ Y tế Canada đã phê duyệt việc bán Tecentriq SC vào tháng trước là một loại thuốc kê đơn điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi, ung thư gan và ung thư vú dưới dạng công thức tiêm dưới da mới của loại thuốc. Atezolizumab đã được phê duyệt. Thuốc Atezolizumab hiện được sử dụng ở dạng tiêm tĩnh mạch dưới dạng Tecentriq số 4 để điều trị các khối u khác nhau, loại điều trị miễn dịch ung thư dưới da mới tiêm thuốc dưới da thay vì tiêm tĩnh mạch. Hãng dược phẩm Roche Canada có trụ sở tại Mississauga, Ontario cho biết thuốc tiêm dưới da Tecentriq giúp tăng cường khả năng của hệ thống miễn dịch để chống lại các tế bào ung thư.
Theo hãng này, đây là phương pháp tiêm dưới da liệu pháp miễn dịch ung thư đầu tiên dành cho nhiều loại ung thư ở Canada. Phương pháp điều trị này đã được phê duyệt ở hơn 30 quốc gia. Công ty dược phẩm khổng lồ F. Huffman La Roche Limited có trụ sở tại Thụy Sĩ là công ty mẹ của Roche Canada. Liệu pháp miễn dịch mới được coi là tiết kiệm thời gian. Ngoài việc tăng cường hệ thống miễn dịch, một lợi ích tiềm năng khác cho bệnh nhân là tính linh hoạt mà phương pháp điều trị mới này mang lại. Roche Canada cho biết việc tiêm dưới da Tecentriq phải được thực hiện bởi chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ, nhưng việc này có thể được thực hiện bên ngoài bệnh viện, tại cơ sở khác hoặc thậm chí tại nhà bệnh nhân. Cái giá của sự thoải mái là bao nhiêu? Dựa trên cách atezolizumab đã được thử nghiệm trong một thử nghiệm lâm sàng, bác sĩ chuyên khoa ung thư và giáo sư ung thư tại Đại học Queen ở Kingston là Bishal Gawali cho biết Tecentriq SC sẽ được bán và sử dụng với liều lượng cao hơn là 1.875 mg. Điều đó tương đương với liều tiêm tĩnh mạch 1.200 mg để đạt được nồng độ thuốc trong máu. Tuy nhiên, ông tin rằng liều 1.200 mg mỗi 3 tuần là nhiều hơn mức cần thiết để đạt được hiệu quả tối ưu. Nghiên cứu kết luận rằng phương pháp điều trị bằng đường tiêm tĩnh mạch và tiêm dưới da đều có hiệu quả như nhau. Bác sĩ Gawali cho biết đây là một cơ hội bị bỏ lỡ vì thử nghiệm đã test liều cao hơn mặc dù có bằng chứng cho thấy liều thấp hơn có thể có hiệu quả như nhau. Ông nói rằng liều số 4 đã cao hơn mức cần thiết cho bệnh nhân. Ngành công nghiệp đang thử nghiệm hoặc gợi ý về liều lượng cao hơn là mức cần thiết, chứ không thử nghiệm liều lượng thấp hơn. Đơn giản vì với liều lượng cao hơn họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Ông Gawali nói, công ty hiện có thể trò chuyện với Liên minh Dược phẩm Canada và các cơ quan liên bang, tỉnh và lãnh thổ để thảo luận về giá cả. Mặc dù phương pháp điều trị mới làm giảm sự phức tạp trong việc cung cấp thuốc, nhưng nó vẫn phải được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ và bệnh nhân phải được theo dõi các tác dụng phụ. Tỷ lệ ly hôn ở Canada thấp nhất trong 50 năm nhưng lại có ít người kết hôn hơn. Một nửa số cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn, đó là số liệu thống kê lỗi thời và không chính xác đã được đưa ra gần như một lời cảnh báo trong nhiều thập kỷ, ảnh hưởng đến một thế hệ người lớn khi họ quyết định có nên kết hôn hay không. Giờ đây một báo cáo mới một lần nữa đang củng cố giả định đó. Theo một báo cáo mới công bố hôm thứ Ba của Viện Gia đình Vanier, một viện độc lập quốc gia chuyên nghiên cứu về gia đình và cuộc sống gia đình ở các nước trên thế giới, tỷ lệ ly hôn thực tế đã giảm kể từ đầu những năm 1990 và đang ở mức thấp nhất trong 50 năm qua ở Canada. Tỷ lệ ly hôn đã giảm xuống 5,6 trên 1.000 người đã kết hôn vào năm 2020, là con số thấp nhất kể từ năm 1973, trích dẫn dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Canada. Năm 1991, tỷ lệ này là 12,7 trên mỗi 1.000 người đã kết hôn. Nhưng đồng thời, ngay từ đầu đã có ít người kết hôn hơn, chỉ có 44% số người trên 15 tuổi vào năm 2021 so với 54% vào năm 1991. Độ tuổi kết hôn tối thiểu ở Canada được ấn định là 16 tuổi kể từ năm 2015. Và tỷ lệ ly hôn giảm không có nghĩa là các cặp đôi sống chung không chia tay. Vào năm 2021, hơn 1/5, 22,7% các cặp vợ chồng sống cùng với nhau ở Canada là vợ chồng thông luật. Và khi những mối quan hệ đó kết thúc, họ không được ghi vào dữ liệu ly hôn. Lisa Sturgeon, giáo sư khoa xã hội học tại Đại học Alberta và là trưởng tạp chí nghiên cứu dân số Canada cho biết, có quan niệm cho rằng ly hôn là tỷ lệ cao, nhưng trên thực tế, vì có ít người kết hôn hơn nên theo mặc định chúng tôi có ít vụ ly hôn hơn. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, mở phiên giao dịch vào sáng nay, đồng đô la Canada đang đứng ở mức 0,7275 đô la Mỹ và bằng 0,6805 đồng euro. 1 đô la Canada tương đương 18.515 đồng Việt Nam. 1 đô la Mỹ tương đương 25.475 đồng Việt Nam. Giá vàng thì đang đứng ở mức 2.308,80 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.176 đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada nổi bật trong bản tin trưa nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh về Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Hoàng Anh kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.